Trong cuộc đời, ai cũng trải qua những ngày thơ ấu, những buổi đầu bước đi trong chập chững, học hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Có những tuổi thơ rất êm đềm về đời, nhưng cũng có nhiều tuổi thơ rất khó khăn. Nhưng thành công và hạnh phúc sẽ đến với những ai biết học hỏi, vươn lên, vượt qua những khó khăn ban đầu trên đường đời. Nhưng ngày quốc tế thiếu nhi, hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu bộ phim Tuổi Thần Tiên phát sóng lúc 17:45 trên kênh HTV9 ngày 7/6. Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh hoạt và học tập của các em nhỏ đến từ các quận huyện trong thành phố. Đây là nơi tổ chức các hoạt động chính trị xã hội, giáo dục thẩm mỹ, cùng với kiến thức khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao theo năm thứ của các em quốc tế thứ tư 2/6. Trong cơn giông có lúc giật trên khắp năm, tức là
được trên 38 km/h. Hôm 13 tiếng Vũng Tàu nên cô đi lên về phía Thái Lan. Do chính quyền đại diện thành phố Hồ Chí Minh, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ và công ty công nghiệp kết hợp thực hiện đây là hẹn. Xin chân thành cảm ơn sự đón xem.